我是今年来自 SOP 汉语中心。xin chào các bạn, mình là Kim Ngân, hiện tại là giảng viên tại trung tâm tiếng Trung SOP. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với bài đầu tiên của series ngữ pháp sơ cấp 2SK12. Đại từ nghi vấn đầu tiên, sấm ma, đây là đại từ nghi vấn dùng để hỏi và nó mang nghĩa là cái gì. Nào, chúng ta cùng xem các cái vị trí của sấm ma trong câu nhé. Đầu tiên, sấm ma sẽ đứng sau động từ cha sấm ma mang nghĩa là làm cái gì. Tí cái lý dự, ví dụ đầu tiên, y sân sua sấm ma, y sân sua sấm ma, y sân bác sĩ, sua động từ nói, sấm ma cái gì, sua sấm ma nói cái gì, y sân sua sấm ma bác sĩ nói cái gì. Tí hai cái lý dự, 你们中午要吃什么? 你们, các bạn, 中午, buổi trưa, 要, động từ muốn, 吃, động từ ăn, và đại từ nghi vấn 什么, cái gì? 吃什么, ăn cái gì? 你们中午要吃什么? Buổi trưa, các bạn, ăn gì? 好, 下一个例子, 你想喝什么? Ní xiang hơ sầm mạ. Ní, bạn. Xiang, động từ muốn, mong muốn. Hơ, động từ uống. Và đại từ nghi vấn sầm mạ, cái gì? Hơ sầm mạ, uống cái gì? Ní xiang hơ sầm mạ, bạn muốn uống cái gì? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với vị trí số 2 của đại từ nghi vấn sầm mạ, đó là đứng trước danh từ. Nào, chúng ta cùng xem ví dụ đầu tiên nhé. Chữ sư sầm mơ yào. Chờ sư sầm mơ yào. Chờ, đại từ chỉ thị mang nghĩa là đây, này. Sư, động từ là. Sầm mơ, đại từ nghi vấn, cái gì? Và danh từ yào mang nghĩa là thuốc. Sầm mơ yào, chúng ta sẽ dịch là thuốc gì? Chờ sư sầm mơ yào, dịch là gì nhỉ? Đây là thuốc gì? Được chưa nhỉ? Rồi, ví dụ số 2 nào. Nǐ zhèng zài kàn shénme shú? Nǐ zhèng zài kàn shénme shú? Nǐ, bạn, zhèng zài, phó từ, đang. Kàn, động từ, xem, đọc. Shénme, cái gì? Shú, danh từ, sách. Shénme shú, chúng ta sẽ dịch là sách gì? Nǐ zhèng zài kàn shénme shú? Bạn đang đọc sách gì? Hǎo, xiā yī gè. Nǐ xǐhuān chī shénme suǐ guǒ? Nǐ xǐhuān chī shénme suǐ guǒ? Nǐ, bạn. Xǐ huān, động từ thích. Chī, động từ ăn. Shénme, cái gì? Và suǐ guǒ là một danh từ mang nghĩa là hoa quả. Shénme suǐ guǒ, hoa quả gì? Nǐ xǐhuān chī shénme suǐ guǒ? Bạn thích ăn hoa quả gì? Được chưa nhỉ? Rồi, ví dụ số 4 và số 5 là trường hợp đặc biệt, tức là nó sẽ dùng độc lập và không mang nghĩa là cái gì nhá. Sấm mắt sứa hậu, chúng ta sẽ dịch là lúc nào, khi nào, dùng để hỏi về thời gian. Và sấm mắt tỷ phang, sấm mắt tỷ phang, dùng để hỏi về địa điểm, mang nghĩa là nơi nào, đấy nhỉ.